gửi lời chào nồng nhiệt và trân trọng nhất tới toàn thể các vị đại biểu, ban lãnh đạo cùng toàn thể các cán bộ nhân viên đang đồng hành cùng với chúng tôi trong sự kiện đặc biệt ngày hôm nay, Hội nghị Kinh doanh 2023 của Ngân hàng Bán lẻ FSB với chủ đề Kiến tạo tương lai. Con tàu nó là một cái hành trình và tất cả chúng ta ngồi đây đều là những cái chuỗi mắt xích trên một cái con tàu đấy. Trưởng tàu bấm nút thì tất cả các thành viên đều đóng vai trò là một nhân tố vô cùng quan trọng. Với cái việc vào cuộc tổng lực của 3.000 cán bộ nhân viên của ngân hàng bán lẻ sẽ giúp AB cán đích sớm được cái mục tiêu kinh doanh của năm nay ạ. Khi mà chúng ta giữ được nhịp kinh doanh như vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau góp phần kiến tạo cho ngân hàng bán lẻ lên đến đỉnh cao của lợi nhuận 1.700 tỷ. Năm 2023 anh nghĩ là nhiều thách thức hơn năm 2022. Mong rằng là AB vẫn tiếp tục trở thành một con tàu thực sự là dẫn dắt cho hoạt động của ngân hàng hải MSB của chúng ta.